Cô ở nhà đi. Giới thiệu cô, đây là nhà của cô. Giới thiệu cô nhá. Kia là bếp này, còn đây là toilet này. Bên này là phòng ngủ dành cho khách đến nhà, còn bên này là phòng ngủ của tôi. Cô ngồi xuống đi. Công việc cô là như này nhá. Hàng ngày cô sẽ đến dọn sạch sẽ tất cả các phòng, nhưng đặc biệt tuyệt đối không được xâm phạm vào phòng của tôi, nhớ chưa? Phòng đấy là không được vào. Còn sau đó thì cô giặt giũ sạch sẽ cho tôi. Cuối ngày thì cô nấu cho tôi một bữa cơm là được. Thế là xong, kết thúc ngày. Cô còn gì thắc mắc không? Tôi hiểu rồi ạ, tôi không còn thắc mắc gì cả. Tôi sẽ đưa cho cô một chùm chìa khóa để cô có thể tự vào nhà hàng ngày và làm việc. Vâng ạ. Người thì sang trọng lịch lãm, mà tại sao lại bừa bộn như thế nhở? Không được, mình nhất định phải chỉnh đốn anh ta lại mới được. Trước mắt ý, là phải tỏ ra có giá một chút. Không được để anh ta biết là mình cần tiền. Nếu không ý, anh ta sẽ lợi dụng mình mà chèn ép mình mất. Cô làm sao đấy? Không có gì hết. Nhưng mà trước hết ý, tôi nghĩ là tôi cần phải nói rõ những quy tắc làm việc của tôi. Giúp việc lại còn có cả quy tắc nữa. Vâng, đương nhiên rồi. Anh đang xem thường tôi đấy à? Tôi làm việc á là phải có những quy tắc riêng của mình đấy. Thôi được rồi, cô nói đi tôi nghe xem nào. Thứ nhất ý, là tôi không thích sự bừa bộn với cầu thả. Cho nên là các đồ đạc của anh cần phải để đúng nơi quy định để tôi có thể tìm được. Tức là sao? Cô giải thích tôi nghe xem nào. Được rồi, để tôi nói rõ hơn cho anh hiểu nhá. Ví dụ như là giày dép của anh ý, thì anh cần phải để trên kệ giày. Quần áo bẩn của anh thì không được vứt lung tung bừa bãi, mà anh cần phải để bên cạnh cái máy giặt. Và đồ nhà bếp thì không được mang lên phòng khách và ngược lại, vân vân và mây mây. Anh đã hiểu chưa? Ừ, tôi hiểu rồi. Thứ hai ý, là đồ ăn mà tôi nấu ra cho anh cần phải ăn hết, không được để lại một chút gì cả. Nếu không ý, là tôi sẽ không nấu ăn cho anh nữa đâu. Nhưng mà nhỡ cô cũng nấu ăn không ngon thì sao? Tôi ăn làm sao nổi? Nếu mà vào cái trường hợp đấy thì tôi sẽ xem xét và quyết định xem là có nấu ăn cho anh nữa hay không. Nghĩa là sao? Anh là chủ tịch sao mà anh ngốc thế nhở? Tức là thế này, tùy vào các trường hợp nhất định ý, tôi sẽ đánh giá xem là cái việc đấy tôi có thể tiếp tục nấu ăn được cho anh nữa hay không. Tóm lại là việc đấy anh không cần phải lo, tôi sẽ có những đánh giá riêng của mình, anh hiểu chứ? Ôi chết rồi, mình có quá đà không nhỉ? Lỡ anh ta mà không nhận mình ý, thì tiêu mất. Không được, mình phải trấn an anh ta mới được. Anh không được dùng cái thái độ đấy để mà nhìn tôi. Ý của tôi là tôi đang muốn giữ nhà cửa cho anh thật là sạch sẽ, nên là anh cũng phải giúp đỡ tôi để mà duy trì cái trạng thái của nó tốt nhất, đúng chứ? Cô còn gì cô nói nốt đi. Điều thứ ba ấy, là tôi đi làm việc là vì đam mê, nên là anh đừng có nghĩ là có thể làm khó tôi bởi những cái đồng tiền lẻ của anh. Chẳng qua là tôi muốn giúp đỡ anh nên là tôi mới đồng ý làm việc thôi đấy. Cô đi làm việc vì đam mê á? Đúng rồi, đương nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Vâng, giúp việc vì đam mê, ok. Anh đang mỉa mai tôi đấy à? Không, tôi không có ý gì mỉa mai cả. Thôi được rồi. Vậy khi nào cô bắt đầu đi làm được? Mai nhá. Tôi ý, là không phải là tôi thất nghiệp đâu, mà chẳng qua là tôi thấy nhà cửa của anh bừa bộn quá, nhìn đúng là chướng mắt mà. Tôi hiểu rồi. Thôi, đây. Cô giữ lấy rồi mai bắt đầu đi làm nhá. Tôi cảm ơn. Thế bây giờ tôi về trước nhá. Mai tôi đến. Cô về nhá, mai đi làm nhá. Lần đầu gặp người tính kỳ cục như thế đấy. Có chút lập dị. Mà thôi kệ. Miễn cô ta sạch sẽ là được. Tự nhiên lại có người nấu cơm ngon cho mình ăn. Thoải mái thật đấy. Anh vứt áo như thế à? Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần rồi là quần áo không được vứt lung tung cơ mà. Dọn dẹp đi, nhanh lên. Chết rồi, tại sao mình bị cô ta ám ảnh như này? Được. Mình phải tỉnh táo lên thôi. Chết rồi, mình bị cô ta ám thật rồi.
nhớ ấy, là không được để đồ ăn có mùi trong tủ lạnh. Ví dụ như là mít với là sầu riêng. Còn nếu cương quyết muốn bỏ vào trong tủ lạnh thì nhớ là phải bọc kín vào đây. Với cả đồ ăn trong tủ lạnh tôi đã sắp xếp gọn gàng rồi, nên là nếu mà anh có lấy ra ăn đi thì cũng phải cất lại gọn gàng nghe chưa. Còn nữa là anh không được giận tôi đâu đấy. Tại vì nhờ có tôi mà tôi đã biến ngôi nhà của anh, cái chuồng lợn của anh ấy thành một căn nhà thật sự rồi. Nên là nhớ là phải biết ơn tôi đi đấy nhá. Cô gái này đúng là kỳ dị thật đấy. Nhưng mà thực sự rất được việc. Alo. Ừ, anh đây. Ừ, anh vừa về đấy nhỉ? Sao đấy? Em buồn á? Ờ, em bảo này, thế thì sang nhà anh chơi đi. Nhà anh hôm nay nhiều đồ ăn lắm. Qua đi. Ừ, được. Ừ, qua đi nhá. Ừ, ok. Ui ui. Này, cô làm gì mà cô đứng bất động đấy? Cô làm tôi giật hết cả mình đấy. Vì anh ý, nên là tôi mới phải đến nhà anh sớm như thế này đấy. Tôi biết ngay là anh sẽ chuồn sớm ra ngoài mà. Cô làm việc đi nhá, tôi phải đi đây. Đợi đã. Gì nữa, tôi có cuộc họp, tôi trễ rồi, tôi phải đi. Này, anh đừng có giả vờ như là anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhá. Anh đã phá vỡ hết tất cả những quy tắc mà tôi đặt ra cho anh. Tôi sẽ không thể nào để anh lặp lại chuyện này một lần nữa. Từ hôm nay ý, là tôi sẽ đến nhà kiểm tra xong rồi anh mới được phép đi làm. Nếu mà anh bày bừa gì thì anh phải vào nhà dọn lại rồi anh mới được đi làm đấy. Ờ, hai cái cô này. Này, cô làm giúp việc hay tôi làm giúp việc đấy? Tôi trả tiền cho cô để cô làm việc cơ mà. Nhưng mà tôi không thể nào chịu nổi cái tính cẩu thả của anh nữa. Cả cô bạn gái của anh nữa. Phụ nữ gì đâu mà bẩn thỉu bừa bộn hết cả ra. Đúng không, bực mình. Này, này. Cô làm giúp việc cái kiểu gì đấy? Hả? Cô đi hỏi mọi người xem có ai như cô. Tôi trả tiền cho cô để cô làm tất cả mọi thứ chứ. Nhưng mà tôi không thích cái tính bay bừa của anh. Có mỗi việc để đồ đúng chỗ mà anh cũng không làm được à? Thôi rồi. Tôi sẽ dọn dẹp lại sau được chưa? Bây giờ tôi trễ giờ làm đấy. Tôi đi đây. Không được. Bây giờ anh phải vào dọn dẹp sạch sẽ rồi anh mới được đi làm. Này, cô bị điên đấy à? Cô dám làm thế với tôi à? Làm sao? Anh thấy khó chịu gì? Anh nổi nóng với tôi à? Được rồi, thế là thôi, tôi sẽ nghỉ việc. Tôi sẽ không dọn dẹp với nấu cơm cho nhà anh nữa. Anh mau trả tiền lương cho tôi đi. Này, cô cố tình đúng không? Đừng tưởng tôi không dám tống cổ cô ra ở đây. Tôi có việc gì đâu mà phải cố tình với anh. Tôi chỉ nói thật thôi, tôi cũng đi làm được bao lâu rồi. Chẳng nhẽ bây giờ tôi đi về tay không à? Có mà hầm. Đúng là cái cô ở không được. Dám làm khó mình, thật chết đi được. Nếu cứ cãi cô ta như thế này, cô ta mà nghỉ thật thì mình cũng mệt mỏi tìm người mới. Tôi mặc kệ, làm thế gì cô ta cũng được. Vì mình cũng có lỗi mà. Thôi được rồi, để tôi đi dọn được chưa? Cô làm gì mà lâu thế? Cô biết tôi đợi cô nấu cơm tôi để tôi mang đi làm không? Giờ mới mò mà tới ạ. Tôi xin lỗi anh nhá, tại vì sáng nay tôi có chút việc. Với cả tôi phải đi siêu thị để mua một ít đồ nữa. Thôi rồi, cô đi vào làm đi anh ơi, tôi muộn làm rồi đấy. Mà này, tôi hỏi thật đấy. Tự dưng anh nghĩ đâu ra trò nấu cơm mang đi làm đấy. Làm tôi sáng nào cũng phải đến đây thật là sớm. Bực cả mình. Ô hai, tôi có thích tiền không? Tôi trả thêm cho cô tiền rồi còn gì. Tôi đã nói là tôi đi làm việc vì đam mê cơ mà. À, làm việc đam mê gì? Không thích nữa gì? Tôi thuê người khác. Thôi, bây giờ tôi vào nấu một tí là xong. Làm gì phải căng. À! Này, anh xem đi. Anh xem đây là cái gì hả? Cái gì nữa? Đây là đặc sản của loài kiến đấy. Thế mà anh còn dám bỏ ngay trên bàn bếp. Anh định nuôi kiến trong nhà này đấy à? Tôi... cô vứt đi. Trời ơi, cô vứt hộ tôi ấy. Làm gì mà hét toáng cả lên, giật hết cả mình. Nhưng mà anh biết tôi là người như thế nào gì nữa. À,
Có phải đây là cái chuyện tốt mà bạn gái anh làm đúng không? Tôi nói thật đấy, tôi không hiểu tại sao anh lại có thể yêu được một người con gái bừa bộn như thế được luôn đấy. Này, cô hơi bị quá đáng rồi đấy. Mà nhá, nói thật ý là tôi cũng muốn thử xem mặt bạn gái của anh như nào. Đến nhà bạn trai chơi mà chẳng hiểu sao nhá, áo thì vẫn một nơi, quần vẫn một nẻo, giày dép vào thì lung tung hết cả lên, tất lại còn để ngay trên ở bàn, mua nó ý thì quăng khắp cả nhà này ra. Con gái như thế tôi cũng đến chịu đấy. Chả biết cô gái kia mặt mũi như nào lại cầu thả như thế. Mình thực sự cũng muốn xem mặt cô ta một lần. Mời vào. Chủ tịch, em đã mời cô Trâm đến rồi đấy ạ. Cảm ơn cậu nhá, cô đi ra ngoài đi. Vâng. Anh, hôm nay nhớ em quá hay sao mà lại gọi em đến công ty ăn trưa thế? Thôi, để công ty đấy. Công ty thì làm sao chứ, đây là phòng làm việc của anh mà. Anh thái độ gì với em đấy, mất hết cả hứng. Đâu, tại vì đây là công ty, anh sợ nhân viên nhìn vào người ta lại đánh giá em, người ta hiểu lầm ra ấy. Thôi, mình ăn công ty cũng tiện mà. Thì sao? Anh lại nghe nhân viên cằn nhằn gì à? Ai đời ông chủ mà lại đi sợ nhân viên thế kia? Thế nào thế nào? Sợ gì? Chẳng qua là cô ta làm được việc thôi. Nhưng mà anh là người trả tiền cho cô ta cơ mà, việc gì phải như thế? Đồng ý là trả tiền, nhưng những cái gì ngoại lệ thì bọn mình có thể tự dọn được mà. Chẳng lẽ bây giờ cứ bày mờ ra cho cô ta ấy để cô ta dọn? Thế thì anh đuổi việc cô ta đi là được chứ gì? Không được, cô ta nấu ăn rất là ngon, lại còn sạch sẽ nữa, rất vừa ý của anh. Mỗi tội cô ấy hơi ẩm ương một chút thì mình chiều cô ấy một tí. Anh đã hứa cô ấy là anh bây giờ anh phải dọn dẹp thật là sạch sẽ. Thế hóa ra là anh gọi em đến công ty là bởi vì anh sợ bị nghe nhân viên chửi đúng không? Thôi, đã thế thì thôi, em không cần phải ăn gì nữa, em đi về đây. Ê, mình ăn ở công ty cũng tốt mà. Thôi, bây giờ nhá, anh đưa em đi ăn, sẵn tiện đi mua ít đồ luôn, ok? Thôi được rồi, thế còn được. Đi. Em uống nước đi. Để em rót cho. Thôi để anh, có Hải cứ tự nhiên nhá. Anh ta là Hải, bạn học cùng lớp đại học với mình mà nhỉ? Cô gái kia có phải là người yêu của ta không biết? Cô gái cầu thả đấy à? Cô ta là... bạn gái của anh Cao mà. Chẳng nhẽ cô ta lại bắt cả hai tay à? Lâu nghe máy thế nhở? Alo, Hải à? Tớ là Tường San đây. Đúng rồi. Mà Hải này, bây giờ tớ với cậu gặp nhau một tí được không? Tớ đang có chuyện này quan trọng lắm. Thế á? Ok, thế bây giờ tớ đến quán cà phê ở gần công ty của cậu nhá. Rồi, ok, bye bye. Để em suy nghĩ xem nào. Này, tại sao cô lại vào đây? Anh Long, đây là ai đây? Cô kia. Ai cho phép cô cướp chồng tôi hả? Cướp chồng? Này, cô đừng mạng nói linh tinh nhá. Ai cướp chồng của cô? Cậu Hải, cậu làm việc kiểu gì đấy? Tại sao cho cô ta vào đây? Mai cậu nghỉ việc luôn đi. Chủ tịch ơi, anh nghe em nói đã. Cô ta làm loạn ở bên ngoài, nếu mà em không cho cô ta vào thì còn chết nữa đấy. Thế là thế nào?
Còn thế nào nữa, anh nghe mà không hiểu à? Cô ta ấy đã cướp chồng của tôi đấy. Này này, cô đừng mà nói hồ đồ nhá. Ai cướp chồng của cô hả? À, cô chỉ là giúp việc của tôi thôi, cô nghe tôi chưa? Này, cho dù tôi có bị mù ý, tôi cũng chẳng bao giờ nhận vơ anh làm chồng đâu. Cô... À, tôi hiểu rồi. Hóa ra cô là cái cô giúp việc bị dở hơi mà anh Long thuê về đấy à? Cô phá ở nhà chưa đủ hay sao mà hôm nay còn dám lên công ty gây chuyện nữa hả? Cô to gan thật đấy. Hôm nay nhất định tôi phải cho cô một bài học mới được. À, cô dám đánh tôi à? Anh Long, cô ta đánh em kìa. Anh còn ngồi đấy làm gì? Cô điên quá rồi đấy. Lôi cô ta ra ngoài đi. Vâng ạ. Này, cô có biết tôi là ai không? Anh Cao ấy là chồng sắp cưới của tôi đấy nhá. Chồng? Anh Cao có quan hệ gì với em? Dạ không ạ. Cao nào, em làm gì biết người nào như thế đâu. Đến giờ này mà cô vẫn còn chối được à? Rõ ràng là cô đã có người yêu rồi, thế mà vẫn còn léng phéng qua lại với chồng của tôi. Bây giờ cô hại gia đình nhà tôi như này, cô định xử như nào hả? Cô bảo tôi cô chưa có chồng cơ mà. Cô còn nói với tôi cô chưa người yêu nữa cơ đấy. Này, cô nói dối tôi à? Cô giỏi lắm. Chó này dám lừa mình. Trâm, em nói cái gì đấy? Chuyện cô ta nói là có thật đấy à? Đây, anh xem đoạn clip này là sẽ rõ. Đây là đoạn camera trước cửa nhà tôi ghi lại được đấy. Cô cút ra khỏi đây đi! Anh Long, em xin anh, em xin lỗi anh ạ. Cả hai người đi ra ngoài luôn đi. Này, ít ra thì anh cũng phải cảm ơn tôi một câu chứ. Đúng là không biết đối nhân xử thế mà. Cô giành lại chồng rồi, còn muốn tôi cảm ơn cô cái gì nữa? Nếu mà không có tôi ấy, thì có khi trên đầu anh bây giờ ấy phải lú nhú mọc thêm vài sừng nữa rồi đấy. Cô mới là lừa đảo đấy. Lại còn giả ngây giả ngu, lại còn chưa có người yêu nữa cơ đấy. Cái gì cơ? Anh nhìn tôi như thế này mà anh bảo là tôi giống gái có chồng lắm rồi á? Cái gì? Chuyện là như này này. Hôm đấy là tôi đi đổ rác, sao thấy là tôi vô tình phát hiện được ra cảnh cô ta với cả anh Cao. Anh Cao ấy, anh là hàng xóm nhà tôi, anh hiểu chưa? Thế là như nào? Thật ra là ấy, tôi biết Trâm là bạn gái của anh Cao tại vì anh ấy là hàng xóm nhà tôi. Xong rồi tôi biết là cô ta chỉ muốn lừa anh thôi, nên là tôi mới làm như thế này để giúp đỡ anh. Anh vẫn chưa hiểu à? Thế hóa ra cô vẫn chưa có người yêu thật à? Anh ta chỉ là hàng xóm nhà tôi thôi. Với cả nhìn cô ta như thế tôi cũng không thích, nên là tôi phải làm như này. Thế mà không nói ngay từ đầu đi. Cô làm tôi tưởng. Mà này, chuyện lần này là có cậu giúp sức đúng không? Dạ, chủ tịch ơi. Anh em nói đó, thật ra là em với Tường San là bạn đại học với nhau. Hôm trước Tường San và em vô tình gặp lại nhau, thế là Tường San kể hết mọi chuyện em mới biết, em mới giúp được. Với cả em chỉ muốn tốt cho chủ tịch thôi. Tôi có mắng cậu đâu mà sao cậu giải thích nhiều thế? Chủ tịch không giận em ạ? Không. Em cảm ơn anh ạ. Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc đi nhá. Vâng. Tôi bây giờ tôi cũng hết việc ở đây rồi, tôi xin phép về trước nhá. Đợi đã. Này, cô hại tôi mất người yêu rồi, bây giờ cô lại còn định bỏ đi nữa đấy à? Anh định làm gì đấy? Cô phải ở đây cô lấp đầy khoảng trống cho tôi chứ. Này, anh đừng có mà làm bậy nhá. Này, bực cả mình, anh dọa tôi sợ chết khiếp rồi đấy. Được rồi, từ bây giờ ấy, tôi sẽ quyết định bỏ đói anh 3 ngày, cho anh biết tay. Ê, đừng bỏ đói tôi sẽ chết mất đây. Ơ, Hải à, cậu giúp tôi một việc nhá, đặt cho tôi một bó hoa thật lớn.
Ok.